Rồi chào anh em nhá. Nay cửa hàng về được hai em máy cưa Silway. Hàng siêu VIP, siêu tuyển chọn nha anh em luôn. Đẹp phải 90-95% như mới luôn anh em ạ. Hàng chưa dọn nhá, mới về đây. Hàng chưa dọn này. Đẹp nhức nách luôn, từ các cái vỏ áo nơi sơn này anh em thấy. Độ trầy trụa dường như là chỉ có nhích nhẹ thôi. Đó, đây là con Silway 352 nha. Hai con này là em tuyển chọn cho anh em là đời cao hết rồi nha mọi người. Đó, như là thứ nhất ấy, là đời 352 này thì nó có hơn cái là nó có cái núm bơm xăng phụ này. Nó so với đời 380 nha. Nhưng đặc biệt là những cái đời này em đã tuyển chọn cho anh em là đời hai ốc lam hết nha. Đó, không phải đời một ốc lam nha mọi người. Đời Silway như thế này anh em mua mà mình hay để ý ấy. Nó có đời một ốc lam, đời hai ốc lam nha. Đời này em tuyển chọn là đời hai ốc lam. Đó, anh em và vặn viết ra khỏi suy nghĩ. Đấy, mua máy đẹp chỉ mua được hai cây duy nhất thôi. Đấy, rất VIP luôn. Đấy, được đúng hai cây duy nhất. Em này mã lực lớn hơn này. Em này 380 này. Đó. Em này là không có núm bơm xăng, em bình thường. Đó. Làm như mới luôn, xích như mới luôn nha. Con này mua về sưu tầm khỏi suy nghĩ. Này, lốc chưa chảy gì luôn. Cái này là cái mặt mà mình để dưới đất mà mình trà mình đạp ấy. Và nó chảy nhẹ ở dưới đít vậy thôi chứ còn. Bên trước anh em xem. Như mới. Rất đẹp. Làm là như mới đó. Làm xích này như mới đó. Làm là được 90%. Làm 98%, xích 90, ốc làm hai ốc luôn. Đó, xem em rồi. Em này bể núm bơm xăng không nổ được. Em xem con nào còn xăng nổ cho anh em nghe chơi. Anh em thấy không? Mở nắp ra mà nó mới keo xà beng như thế này. Quá đẹp. Này còn một xíu xăng không biết đủ nổ không? Dây giật thì mới kít rồi. Lâu rồi nó bị tò vò làm tổ luôn này, rất đẹp ha. Đấy, hai con nhé, máy đẹp xuất sắc chắc chắn luôn. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ với em. Đời 380 này anh em mà đi cưa khai thác hàng nhỏ được này, còn đời này anh em cũng sử dụng được nhưng mà sử dụng gia đình là đẹp nhất. Đấy. Thả gốc này nó thả ga nó vừa tầm vừa tay mà rất là mạnh. Silway thì anh em biết rồi, tiết kiệm nguyên liệu tốt, thứ hai là xài bền bỉ ổn định ha, nhạy nổ ha. Đấy. Đấy là đi nguyên một lô về được đúng hai con như thế này là anh em hiểu rồi. Lựa một cái máy, hai con máy đẹp xuất sắc nhích nách cho anh em luôn. Đấy, anh em nào xem mà cảm thấy ưng thì liên hệ với em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.